Vâng, thưa quý vị, trước khi khép lại chương trình Tin sáng ngày hôm nay, như thường lệ xin mời quý vị dành ít phút để đến với một cuộc trò chuyện nhanh để cập nhật diễn biến thị trường chứng khoán. Xin được chào buổi sáng anh Toàn. Chào Tuấn. Dạ, thưa anh thì chỉ số VN Index lại tiếp tục giằng co trong cái phiên đầu tuần vừa qua, và hiện tại thì có rất là nhiều cái sự lo ngại từ cái nhà đầu tư khi mà VN Index đã rất là nhiều lần thất bại trước cái ngưỡng 1.000 điểm. Vậy thì anh nghĩ sao về cái tình hình của thị trường phiên ngày hôm qua thưa anh Toàn? Trong cái phiên giao dịch ngày hôm qua thì nếu như mà nhìn lại chúng ta thấy là sau khi mà ngày thứ 5 bứt phá khỏi ngưỡng 1.000 không thành công, thì chúng ta thấy ngày thứ 6 thị trường đã có những cái sự chốt lời khá quyết liệt. Và ngày thứ 2 vừa qua thì dường như là cái sự chốt lời nó đã không còn quyết liệt nữa. Cái cung chốt lời đã không còn nhiều như những phiên trước nữa. Ngoài ra thì chúng ta thấy là thị trường vẫn có những cổ phiếu tiếp tục tăng, như là nhóm dệt may, và bây giờ xuất hiện thêm nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp đang dần nổi lên cái vai trò dẫn dắt thị trường. Thì tôi cho là nhà đầu tư nên chú ý nhiều hơn tới các cổ phiếu hơn là cái chỉ số của thị trường chung. Vâng, và nhắc đến việc mà chú ý tình hình các cổ phiếu thì chúng tôi cũng nhận thấy là trong phiên đầu tuần hôm qua thì cái trị giá của các cổ phiếu blue chip đã bắt đầu có sự điều chỉnh khá là nhiều. Vậy thì theo anh, đây có phải là cái dịp để các nhà đầu tư có thể mua vào với cái giá thấp không thưa anh Toàn, nhất là trong cái tình trạng mà thị trường đang điều chỉnh giằng co như hiện nay? Để nói là các cổ phiếu blue chip có hấp dẫn không thì chúng ta phải nhắc lại là nhịp sóng tăng tháng 1, tháng 2 vừa qua, thì một trong những cái động lực chính của nhịp tăng này là việc nâng hạng thị trường. Thì cái động lực nâng hạng thị trường giúp cho dòng tiền nội và ngoại đã đổ vào các cổ phiếu blue chip khá mạnh trong thời gian vừa qua. Cho nên tôi cho là với cái dòng tiền mạnh như vậy thì việc các cổ phiếu blue chip này điều chỉnh giảm trong thời gian tới là cơ hội rất là tốt cho nhà đầu tư tích lũy các cổ phiếu vào trong cái danh mục của mình. Tuy nhiên chúng ta cũng nên lưu ý là tuần này chúng ta có ETF review, thì những cái biến động trong cái tuần ETF review thường là nó không có thuận lợi cho các cổ phiếu blue chip, và cái tuần sau khi ETF review lại là một cái tuần mà nó sẽ có nhiều cái biến động cũng khó lường, cho nên nhà đầu tư có thể là nên quan sát và từ từ mà giải ngân cái danh mục của mình. Vậy thì anh có thể nói rõ hơn một tí về cái tác động của cái việc cơ cấu lại danh mục ETF review sẽ tác động như thế nào về cái thị trường giao dịch trong tuần này không thưa anh Toàn? Theo tôi thì thứ nhất là chúng ta thấy là cái hai quỹ ETF vừa qua công bố cái danh mục mới của mình thì cũng không có nhiều biến động trong cái danh mục này. Thì tôi cho là cái tuần ETF review này sẽ là một trong những tuần ETF review ít biến động nhất. Tuy nhiên chúng ta cũng không vì vậy mà chúng ta có thể là quá lạc quan với cái diễn biến của những cổ phiếu blue chip, cho nên tôi cho là nhà đầu tư vẫn nên thận trọng với lại các cổ phiếu nằm trong cái danh mục của ETF. Như vậy thì ngoài cái sự kiện ETF review là chính trong tuần này, thì các nhà đầu tư có còn nên để ý thêm điều gì khác không thưa anh Toàn? Tôi cho là với cái việc mà cái động lực tăng của thị trường trong thời gian vừa qua có cái góp phần rất lớn của dòng vốn ngoại, thì chúng ta cũng nên lưu ý đến cái tình hình thế giới. Thứ nhất là chúng ta nên lưu ý là thị trường Mỹ trong thời gian 1-2 phiên tới có bị ảnh hưởng bởi việc cổ phiếu Boeing có bị bán tháo hay không, có kéo thị trường Mỹ điều chỉnh hay không. Ngoài ra thì chỉ số đồng đô la đang tăng khá mạnh trong thời gian gần đây, thì nhà đầu tư cũng nên lưu ý tới cái tỷ giá của đồng đô la ở các ngân hàng thương mại. Và ngoài ra còn một yếu tố cuối cùng là giá dầu. Giá dầu dường như đang gặp kháng cự khá mạnh thì có thể ảnh hưởng tới các cổ phiếu dầu khí. Vâng, xin được cảm ơn anh Toàn với những thông tin chia sẻ vừa rồi, và hy vọng các nhà đầu tư sẽ có cái nhìn sáng suốt với những thông tin mà anh vừa cung cấp. Thưa quý vị, những thông tin hữu ích từ anh Việt Toàn cũng đã khép lại chương trình Tin sáng ngày hôm nay. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.